Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 5 skill khiến cho con gái theo đuổi các bạn. Mình tin rằng là cái này thì chắc chỉ 0,01% con trai biết thôi. Nói chung là nó là một cái phần trăm bé xíu luôn á. Vậy nên là nếu như bạn đang theo dõi video này thì bạn đang nằm trong cái phần bé xíu đó đấy. Và câu hỏi đặt ra là vì sao có những cái chàng trai họ không quá giàu có, cũng không phải là có những cái địa vị cao sang gì cả ấy, nhưng họ vẫn có được trái tim của các cô gái. Có bạn mình hồi cấp 3 thì nó từng mê như điếu đổ một anh thợ cắt tóc ở đầu ngõ. Dù nó là con của một gia đình cũng khá là có điều kiện. Và có những cái chàng trai ấy, các bạn, họ luôn luôn chiếm được trái tim của cô gái mà họ muốn. Và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 5 skill mà những cái chàng trai ấy thường dùng. Đương nhiên thì video này mình cũng không khuyến khích tất cả các bạn làm theo. Các bạn làm theo được cũng được, mà có thể xem như là một cái để mà giải trí và tham khảo nhá. Đầu tiên đó chính là khiến con gái tò mò về bạn và khiến con gái muốn đầu tư vào bạn. Một trong các kỹ năng của một chàng trai đào hoa đó chính là khiến cho con gái đầu tư vào họ, chứ không phải là họ là người đầu tư vào cô gái ấy. Để mình giải thích cho các bạn nhé. Ngày xưa ấy, thì đàn ông thì thường sẽ là người nắm những cái quyền lực trong xã hội hơn là phụ nữ. Họ có thể cưới rất nhiều vợ, cưới bao nhiêu vợ tùy họ muốn. Tuy nhiên bây giờ ấy, thì phụ nữ đã trở nên độc lập hơn rồi. Và họ ngày càng trở nên độc lập. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí nhiều tiền hơn đàn ông. Và cũng có thể làm được mọi việc mà không cần đàn ông con trai luôn. Và rất nhiều chàng trai thì nghĩ rằng mình phải đầu tư thật nhiều thời gian và tiền bạc để có thể theo đuổi một cô gái. Rất nhiều chàng trai thì nghĩ rằng mình phải đầu tư thật nhiều thời gian và tiền bạc dành cho một cô gái. Nhưng mà những người đào hoa ấy thì họ không làm như vậy, họ làm điều ngược lại. Họ biết rằng là khi nào thì nên đầu tư và khi nào thì nên để các cô gái đầu tư vào họ. Và cách dễ nhất để giúp các bạn làm được điều này đó là các bạn hãy thể hiện cái tình cảm của mình ít hơn thực sự một chút. Bạn phải hiểu rằng là thứ mà con gái đầu tư vào một chàng trai ấy không phải là tiền bạc hay là gì, mà là để nhận lại tình cảm về mặt cảm xúc á. Thế nên các bạn hay thấy là các chàng trai playboy, bad boy ấy, hay nhận được quà cáp từ con gái, thậm chí là những món quà đắt tiền cơ. Nhưng mà thứ mà những cô gái đấy muốn nhận lại ấy, chính là tình cảm. Và bởi vì họ hy vọng rằng là anh chàng đó sẽ có tình cảm với mình. Con người là vậy, cái gì càng khó thì người ta lại càng muốn có được. Nhưng vấn đề rằng là các cô gái ấy, đầu tư vào bạn thì bạn phải có một cái gì đó chứ. Ví dụ như là một người chẳng có giá trị gì với bạn thì bạn có thèm quan tâm và đầu tư vào họ không? Vì vậy cần phải có một cái giá trị gì đó để người ta muốn đầu tư. Có thể là ngoại hình của bạn, nhưng mà phần đông những cái anh chàng playboy bad boy ấy, thì cái mà họ có ấy, đó chính là cái sự tự tin và một cái tính cách nó rất là hay ho, thú vị. Một điều mà bạn phải hiểu rằng là con gái thì rất thích mình là một người thu hút và mình là một người đặc biệt. Thế nên là mọi người mới cần phải photoshop ảnh, nên đâu có ai ngồi photoshop ảnh cả tiếng xong up lên chỉ để bản thân mình ngắm đâu. Và đương nhiên nhiều cô gái thì rất thích cái cảm giác mình là một người có thể thu hút được nhiều con trai. Mặc dù họ cũng chẳng có ý định yêu bạn đâu, nhưng mà họ vẫn thích cái cảm giác mà được bạn thích ấy. Nhưng khi mà họ thả thính xong rồi bạn sẽ kiểu không đáp lại như những chàng trai khác ấy, thì đương nhiên lúc này họ sẽ có một cái cảm giác là cực kỳ tò mò về bạn luôn. Và đó cũng là một cách ấy, khiến cho họ bắt đầu hướng cái sự chú ý đến bạn và có thể đầu tư vào bạn. Rồi tiếp theo đến skill thứ hai mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là không tỏ ra là mình có thể chi trả cho tất cả. Một trong những sai lầm của các chàng trai đó là luôn tỏ ra rộng lượng, chi trả cho tất cả buổi hẹn này, mua cho cô gái ấy tất cả những gì cô gái ấy muốn. Rồi như mình nói ở bên trên ấy, con gái ấy mà thực sự thích bạn ấy thì họ sẽ cũng không quá quan tâm đến việc là bạn có nhiều tiền hay không đâu. Đương nhiên thì cũng có những cô gái khi mà tìm người yêu ấy, đó là tiêu chí của họ đầu tiên là giàu. Hoặc là sẽ có những cô gái đào mỏ, và với những cô gái đào mỏ thì thôi, bạn chẳng cần phải gây ấn tượng và yêu đương với những người như thế làm gì. Bạn có biết không, bad boy hoặc là những cái chàng trai đào hoa ấy thì họ còn có thể tán được những cái cô gái mà giàu hơn họ rất là nhiều, mà vừa giàu mà lại còn vừa đẹp hơn họ, mà cũng không cần phải mua cho những cô gái đấy những món quà đắt tiền hay là chi trả cho tất cả mọi thứ. Vậy nên một điều mà bạn hãy nhớ đó là đừng tỏ ra mình là người sẽ chi trả cho tất cả. Rồi đến tiếp theo, đến skill thứ ba mà mình nghĩ cũng là một skill quan trọng ấy, đó chính là
giỏi trêu đùa các cô gái. Trêu ở đây là trêu đùa vui thôi, chứ không phải là kiểu trêu đùa tình cảm đâu đấy nhá. Cái khoảng cách giữa cái việc thả thính và cái việc trêu chọc ấy thì đôi khi nó khá là mong manh. Và có một điều là thường thì các chàng trai ấy không dám trêu chọc con gái, bởi vì sợ là con gái sẽ giận này, sợ con gái sẽ dỗi này. Nhưng mà những cái chàng trai bad boy, playboy ấy thì lại giỏi trong cái việc trêu chọc con gái, khiến cho cô gái ấy cười, khiến cho cô gái ấy ấn tượng. Rất nhiều những cái chàng trai thì quá trân trọng cái cô gái ấy nên là không dám trêu đùa họ, không dám thả thính họ. Tuy nhiên các bạn ạ, các bạn giỏi trong cái việc trêu đùa con gái, trêu đùa con gái khiến cho cô gái ấy cười, hoặc là thả thính những cái câu mà trên mạng thôi, nhiều lắm, thì cũng là một cách để cho các bạn có thể để lại dấu ấn đối với con gái và gây sự chú ý với họ, để lại những cái ấn tượng tốt. Bởi vì con gái thì rất thích những cái chàng trai hài hước. Và đương nhiên rồi, nếu mà bạn có thể trêu đùa một cách duyên dáng ấy thì bạn sẽ ghi điểm cực kỳ nhiều luôn. Và cũng là một cách để khiến cho hai người trở nên thân thiết với nhau hơn. Skill thứ tư mà mình muốn nói với các bạn đó chính là biết lúc nào nên kéo và lúc nào nên thả. Các chàng trai kiểu playboy ấy thì họ rất là giỏi trong việc lúc nào nên kéo và lúc nào nên thả trong một mối quan hệ ấy. Họ biết cách lúc nào nên đáp lại một cô gái một cách nhiệt tình và lúc nào thì nên kiểu thờ ơ một chút. Không hẳn là ghosting đâu, chỉ là nhiều lúc thì họ sẽ không nhiệt tình quá như mọi lần. Có thể như là hàng đêm thì đều chúc ngủ ngon, nhưng mà đột nhiên một thời gian thì không làm như vậy. Và đương nhiên cái điều này cũng sẽ gây cho cô gái ấy đặt ra một câu hỏi là không biết vì sao. Và đây, cái việc mà lúc nào nên kéo, lúc nào nên thả, rồi cương nhu như thế nào ấy là một cái skill rất quan trọng nhé. Rồi chúng ta tiếp tục đến với điều thứ 5, đó chính là biết thể hiện ra những cái giá trị thật của bản thân. Nhiều người ấy thì rất là hay nói dối hay là nói khoác để gây ấn tượng với con gái, nhưng mà thực sự nó chẳng có tác dụng gì đâu. Những chàng trai playboy thì họ hiểu được giá trị thực của bản thân ấy là chính họ, chứ không phải là một cái gì đó họ khoác lên mình. Nghe thì khá là ảo đúng không? Nhưng mà thực tế những cái giá trị của bản thân ấy là những cái điều mà bạn đánh giá ở bản thân mình ấy, là cái sự tự tin của chính bạn ấy. Và những cái chàng trai mà kiểu chap boy, bad boy, playboy ấy thì họ cực kỳ tự tin với bản thân mình. Bởi vì họ tự tin, họ biết rằng là bản thân này cũng không thua kém bất kỳ ai ấy. Và bạn biết đấy, giá trị của một người ấy thì đôi khi nó cũng không nằm quá nhiều về tiền tài hay về địa vị xã hội đâu, mà còn nằm ở nhân cách của người đó nữa. Vì vậy, điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất để khiến cho một cô gái theo đuổi bạn ấy, đó chính là bạn hãy tự tin vào chính những cái giá trị, chính những cái tính cách của chính bản thân mình. Con gái thì chết mê, chết mệt những người tự tin. Đấy chính là lý do bạn biết đấy, nhiều chàng trai bad boy, mà con gái biết rõ họ là bad boy luôn đấy, nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Bạn biết vì sao không? Vì bad boy có một cái sự tự tin mà good boy thì không có ấy. Ok, như vậy là video ngày hôm nay mình đã nói với các bạn 5 skill để khiến cho con gái theo đuổi các bạn. Hy vọng rằng nó sẽ hữu ích với các bạn nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.